Tuyệt vời. Trời ơi, nghe xong ca khúc này không biết là có anh chàng nào muốn về làm rể Hà Tĩnh không ạ? Giơ tay. Ai? Ai đâu? Một người, hai người, ba người, bốn người. Rồi hả?
Trời ơi, nhiều người đăng ký quá không biết sao. Cảm ơn giọng hát của Hoài Thu rất nhiều.